Thành thử những điều mà Thánh Phaolô nói đến ở đây đó là chúng ta thấy nó vẫn còn thời sự cho đến hôm nay. Người lãnh đạo ở trong giáo hội thì trước hết cũng phải là một con người có những đức tính nhân bản. Về mặt con người, cho nó ra con người. Chứ nếu không để ý là mình sa đà vào những chuyện về mặt nhân bản người ta coi thường thì là điều không nên. Cùng với những đức tính nhân bản đó thì Thánh Phaolô nói không rõ nhưng mà tôi gọi là khả năng điều hành. Bởi vì ở câu thứ 4 Ngài nói làm sao? Biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Vì ai không biết điều khiển gia đình mình thì làm sao có thể lo cho hội thánh của Thiên Chúa được. Câu rất chính xác chứ còn gì nữa. Đấy, ta phải đặt mình vào trong hoàn cảnh lúc nãy ta phân tích đó, là lúc bây giờ là các giám quản có gia đình, phải không? Có vợ con đàng hoàng. Thế thì trước hết đó là phải điều khiển được gia đình của mình. Đây là vấn đề mục vụ rất là thực tế đấy. Người ta tưởng tượng như một ông linh mục mà có gia đình này, nhưng mà vợ chồng là cãi nhau kịch liệt. Rồi con cái thì nó xì ke ma túy. Rồi nó nhậu nhẹt, nó đánh đấm ở ngoài đường đó. Thế thì thử hỏi là Chủ nhật mà ông lên tòa giảng, ông giảng có được không? Khó lắm. Trước năm 75 đã có một cuộc hội thảo trong giáo dân. Nhưng mà thuyết trình viên là một linh mục. Lúc nó đang nổi lên vấn đề độc thân linh mục, thuyết trình viên hỏi ý kiến toàn bộ những người tham dự hội thảo là có bằng lòng để cho linh mục lấy vợ không. 100% bảo không. Nhưng mà hồi đó người ta mới nói đùa và là biểu quyết về vấn đề độc thân linh mục đó thì toàn giáo dân biểu quyết. Còn ngược lại là biểu quyết về vấn đề ngừa thai thì tinh các sơ biểu quyết. Hồi đó có bài báo nào nói đùa như vậy. Nhưng mà bây giờ ta đặt mình vào trong bối cảnh mà vị giám quản có gia đình thì các anh chị sẽ thấy những gì Thánh Phaolô nói ở đây rất là chính xác. Còn áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay đó thì tôi nghĩ đó là khả năng điều hành cộng đoàn. Điều hành cộng đoàn giáo xứ. Làm sao để cho giáo xứ hài hòa, bình an, mọi người cộng tác với nhau, yêu thương, phục vụ ích chung. Chứ còn mà nó nảy sinh ra ở trong cộng đoàn là hết nhóm này đánh nhau với nhóm kia rồi cãi nhau với nhóm nọ thì Chúa tôi mệt lắm, mệt lắm. Mà ở đây nó cũng tùy thuộc một phần lớn vào khả năng điều hành của người lãnh đạo. Chẳng hạn như nếu người lãnh đạo không khéo mà có vẻ thiên vị nhóm này, nhóm kia là có vấn đề. Hoặc là đem đoàn thể này đoàn thể nọ ra nhà thờ mà chỉ trích là có vấn đề. Hoặc là ngày hôm nay thì người ta nhấn mạnh đến điều làm sao để cho người giáo dân tham gia vào đời sống của giáo xứ nhiều hơn. Chứ không phải chỉ có một mình cha là cha cứ phán rồi và mọi người nó cứ phải làm theo cho dù cái lời cha phán nó không hay lắm. Thì ngày hôm nay là người ta khó chấp nhận cái điều đấy. Cho nên ở đây nói đến khả năng điều hành. Và một khả năng thứ ba nữa, ở câu thứ hai, giám quản phải là người không ai chê trách được. Chỉ có một đời vợ tiết độ chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách và có khả năng giảng dạy. Bởi vì một trong những nhiệm vụ chính yếu của giám mục và linh mục là khả năng truyền đạt lời Chúa. Mà nếu mình không có khả năng truyền đạt đó, khả năng giảng dạy chân lý đức tin, thì điều đó là khó.
mình khó có thể thi hành sứ mạng của đời sống linh mục cho đàng hoàng đến nơi đến chốn. Tôi không nghĩ là các linh mục không có khả năng này. Bởi vì quá trình đào tạo linh mục đó, các anh chị thấy không? Đâu có phải dễ đâu. Cụ thể như bây giờ mấy em trùng sinh mà vào ở với tôi ở đây nè, hầu hết là đã xong chương trình đại học rồi. Anh thì kỹ sư, anh thì cử nhân này, cử nhân nọ, hầu hết rồi, xong rồi. Mà phải vào đây ở với chúng tôi một năm, xét xem có được không. Mà trong một năm này là phải học đó. Rồi sau đó mới đưa sang đại chủng viện 6 năm. Mà không chỉ 6 năm, chương trình bây giờ là học triết học 2 năm xong là phải đi thử một năm. Rồi mới về học thần học. Học thần học xong rồi lại phải đi thực tập phó tế một năm nữa, coi như là 8 năm. Rồi mới phong chức linh mục. Thế thì đâu có ít đâu. Người ta đã xong chương trình đại học rồi mà phải vào đây một năm cộng thêm 8 năm ở bên kia nữa là 9 năm. Cho nên chương trình đào tạo như vậy đó thì không phải là không có khả năng giảng dạy. Chỉ sợ là khi đã làm việc được một thời gian rồi bắt đầu nó mai một đi và bắt đầu mình không cố gắng trau dồi học hỏi thêm, rồi càng ngày nó càng cùn nhụt đi thôi. Lúc đấy là không có dọn bài giảng nữa. Ra thì sẽ giảng cái kiểu hôm nay là lễ Thánh Giuse, mà Thánh Giuse là nghề thợ mộc, cho nên tôi nói với anh chị em về cái chuyện bàn ghế ở trong nhà thờ. Không có chăm sóc gì. Thế là có một bài 15 phút. Không chuẩn bị gì cả. Ra rồi vỡ cái gì là la lối giáo dân cái đó. Chứ còn được đào tạo như thế thì phải có khả năng chứ. Thành thử ra từ nãy đến giờ ta phân tích ba khía cạnh mà Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất Timôthê về vị giám quản, về đời sống luân lý và những đức tính nhân bản, về khả năng điều hành cộng đoàn, về khả năng giảng dạy. Ta thấy vẫn còn rất rất thời sự cho đến ngày hôm nay. Thế là mong các anh chị khi đọc đoạn văn này thì nhìn giáo hội một cách đúng như giáo hội là. Vừa là một mầu nhiệm, vừa là một tổ chức xã hội với phẩm chất đâu ra đấy. Và chúng ta cần phải duy trì như thế. Timôthê và Tito đều là ai nhỉ? Vâng, đúng là đều là đồ đệ của Phaolô. Cho nên những lời mà Ngài căn dặn hai vị này, nó vừa có giá trị giáo huấn, nhưng mà đồng thời nó lại có cái tình cha con ở trong đó nữa. Thế bây giờ mời các anh chị lấy thứ hai Timôthê. Tôi nói cái tình cha con, cho nên tôi chọn những đoạn văn này mời các anh chị đọc, mình thấy rõ hơn, rất là tâm tình. Vừa giáo huấn mà lại vừa tâm tình chia sẻ. Chương thứ tư, thứ hai mà là chương thứ tư. Lời khuyên nhủ thiết tha trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiêng hết thảy này đến thầy nọ,
bởi người ai muốn nghe, họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Đoàn chúng ta tạm dừng ở đây. Anh chị trong các nhóm có ai chia sẻ với nhau về đoạn này không? Sẽ có một thời người ta không chịu nghe đạo lành mà chỉ thích nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn lòng tư dục. Cái câu đấy là tôi thuộc lòng 20 năm nay. Và nếu ta lấy câu đó để đối chiếu với đời sống con người ngày nay, ta thấy đúng lắm. Ở Việt Nam mình chưa rõ lắm, nhưng nếu các anh chị có dịp đi ra một số nước được gọi là giàu có trên thế giới, khi ta vào một nhà sách á, bên cạnh những dãy sách khoa học rồi văn chương thế này thế nọ, thì luôn luôn có một dãy sách tôn giáo nhiều lắm, để là sách linh đạo. Nhưng mà đến khi ta coi cho thật kỹ thì sách công giáo của mình chả bao nhiêu, mà là đủ thứ sách linh đạo của thời mới. Lấy một tí kỹ thuật chiêm niệm của Đông Phương, rồi thì yoga, rồi thì tịnh tâm, rồi bán chạy lắm. Chân lý phúc âm người ta cảm thấy khó nghe